Hội nông dân thành phố Đà Nẵng sáng nay tổ chức hội nghị sơ kết hai năm, triển khai 3 đề án đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội Hội nông dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Qua 2 năm triển khai đề án đột phá, Hội nông dân thành phố Hút đã tổ chức 21 buổi quán triệt học tập cho hơn 1.800 hội viên cán bộ hội ca cấp và chi tổ hội. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức toàn hội, nhiều nội dung cách làm được đổi mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy vai trò tập hợp nông dân, hướng mạnh về cơ sở, làm động lực, thúc đẩy phong trào nông dân và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Kết quả, thành hội đã kết nạp được hơn 4.600 hội viên, vượt chỉ tiêu trung ương giao 112%. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đạt 80% trở lên. Gần 7.000 hội viên đạt kiên hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao cấp, 100% chi hội đạt chỉ tiêu về quỹ hội hàng năm. Ngoài ra, đề án đột phá số 3 đã góp phần chỉ đạo định hướng 42 cơ sở hội thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp, kịp thời hỗ trợ nông dân địa phương phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống việc làm.